tiếp nối các video chia sẻ về thuốc cũng như là phân bón, thì trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà mua thuốc hoặc bộ phân bón qua các cái sàn thương mại điện tử như là Shopee hay Lazada. Bởi vì ở chỗ mình cũng là một cái chỗ vùng sâu vùng xa, rất nhiều cái hiệu thuốc bảo vệ thực vật nhưng mà người ta không có những cái thuốc để những cái sản phẩm mà mình cần. Thì cái cách mà mình đã tìm được chúng đó là mình tìm mua ở trên các cái sàn thương mại điện tử Shopee và Lazada hay TikTok. Thì bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn để các bạn biết cái cách mà chúng ta mua hàng trên này nhé. Thế thì cũng có rất nhiều cái tiện khi chúng ta mua ở trên này thì chúng ta sẽ chỉ việc ở nhà thôi, shipper sẽ mang thuốc về, mang phân về tận nhà cho chúng ta. Bây giờ thì để mua được thì chúng ta trước hết thì chúng ta cần phải tải cái app mà Lazada hoặc Shopee hoặc TikTok. Nhưng thường thì mình mua hay mua ở trên Lazada và Shopee hơn, TikTok mình chưa thử. Thì ở đây thì mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm của mình thôi nhé. Các bạn thấy nó thiết thực hữu ích, thấy phù hợp với bản thân mình thì các bạn có thể coi đó là một cái thông tin để các bạn tham khảo. Và nếu hợp lý, phù hợp với mình thì các bạn có thể vận dụng nhé. Bây giờ trên điện thoại của các bạn thì các bạn cần tải cho mình cái app Shopee hoặc Lazada. Thực ra đây là cái app mà mình hiểu nôm na là một cái sàn thương mại điện tử. Hay nói một cách dễ hiểu nhất, nó là giống như là một cái chợ vậy. Ở trên này thì có rất là nhiều người bán. Những người này là người bán hàng thật, người ta đẩy hàng lên các cái trang này để người ta bán thôi, chứ không phải là những người bán hàng ảo các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái Seat Play, cửa hàng đấy, cửa hàng phần mềm, cửa hàng app đấy. Còn nếu như mà trên đây là ở trên thiết bị Android, tức là một số điện thoại như là Oppo, Samsung, vân vân, thì nó thường nó chạy Android thì các bạn vào CS Play này. Còn nếu như mà là iPhone thì nó là App Store nhé. Nó có cái mục đấy, là cái mục để chúng ta tải xuống App Lazada và Shopee. Thì ở đây thì các bạn vào cửa hàng, sau đó các bạn nhấn dòng tìm kiếm thì các bạn nhấn Lazada. Đấy, đây nó hiện đây. Đó, thì các bạn sẽ cài cái này, cài đặt vào. Thì ở đây nó có chữ cài đặt, ở đây của mình có chữ mở bởi vì là mình đã cài đặt rồi. Đấy, các bạn sau khi cài đặt xong thì nó sẽ hiện chữ mở ở đây nha các bạn nhé. Đó, các bạn có thể cài Lazada hoặc các bạn có thể cài Shopee. Đó, các bạn có Shopee này, nó đã hiển thị lên cái gợi ý cho mình thì các bạn nhấn vào Shopee đây. Đấy, thì đây mình cũng đã cài rồi, nó có chữ cập nhật. Đấy, còn nếu các bạn chưa cài đặt thì nó sẽ có chữ cài đặt đây, thì các bạn cứ nhấn vào cài đặt và chúng ta thao tác mua hàng thôi. Ví dụ như ở đây thì mình nhấn cập nhật. Cập nhật là vì cái phiên bản này nó có những cái phiên bản mới ra. Đấy, thì mình nhấn cập nhật lên để nâng cấp cái phiên bản mới lên. Đấy, rồi bây giờ mình trở về giao diện màn hình điện thoại đây. Mình tìm đến cái Lazada mình vừa cài đặt. Bây giờ thì mình vào mình thiết lập một số những cái thông tin về tài khoản của mình. Thì các bạn ai cũng có tài khoản Facebook đúng không? Đấy, hoặc là tài khoản Google. Thì các bạn đăng ký tài khoản vào. Sau đó thì điền những cái thông tin về bản thân mình. Đây trong này. Đó, thông tin tài khoản này các bạn. Đấy, quốc gia, ngôn ngữ vân vân. Đấy, mật khẩu vân vân. Đấy, đó, thì các bạn điền vào, sau đó thì các bạn điền những địa chỉ cần nhận hàng của mình vào. Đó, các bạn vào đây, các bạn tìm kiếm, nhấn vào đây để tìm kiếm dòng tìm kiếm này, thì các bạn nhấn vào đây để tìm kiếm những cái mặt hàng, những cái tên thuốc, những tên phân bón mà mình cần mua, ví dụ như Movento
Mình chia sẻ có các loại thuốc đây, Movento đây, nhân tìm kiếm thì nó sẽ ra một loạt luôn đó. Đó. Thì các bạn xem đây là một ví dụ như cái này thì nó là gì, nó là đây, ví dụ như cái này nó là ở Hà Nội này, cửa hàng này nó địa chỉ đây này, cái vị trí này đó, có vị trí này và những cái đánh giá ngôi sao, vì là thường thường là người ta được đánh giá 5 sao đấy, mình dựa vào những cái chỉ số này. Và cái bên cạnh là 170 đã bán, tức là đã bán được 170 lọ đấy, thì mình có thể dựa vào những cái chỉ số này để mình sẽ cân nhắc việc mua. Các bạn có thể nhấn vào để xem thêm thông tin ở phía trong đó. Đấy, các bạn có thể thu thập những cái mã giảm giá ở trên này là cũng rất là tiết kiệm này, khi chúng ta mua hàng nó được giảm giá. Kéo xuống thì có đánh giá này, đánh giá này là những đánh giá của người mua đó. Đấy, tên của cửa hàng là vật tư nông nghiệp này. Đấy, những người đánh giá là 5 sao, ok, tốt này. Đấy, các bạn có thể nhấn vào cái trang của vật tư nông nghiệp này thì các bạn kiểm tra thông tin của shop của cửa hàng này, người ta bán những mặt hàng gì, tìm hiểu kỹ về cửa hàng này xem người ta có lượng lượng tương tác với người dùng nhiều không, có lượng lượt mua nhiều không. Đấy là một số những cái chỉ số để mình dựa vào đó mình đưa ra quyết định có mua của cái shop này hay không. Đấy, không mua ở shop đó thì các bạn có thể lướt lên đây, Bình Thuận đây, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, thì các bạn nhấn lựa chọn vào, các bạn thích mua của cửa hàng nào thì các bạn lựa chọn thôi. Ví dụ như là đây là 109.000 này, cái này là 99.000 đúng không đó, thì mình nhấn vào, ví dụ cái này mình thấy giá vừa hợp lý, lại có 7 đánh giá này đó, thì mình nhấn vào mình xem qua, thì mình chọn mua thì mình nhấn vào mua đó. Đây là địa chỉ đây, địa chỉ của mình nha. Các bạn thiết lập địa chỉ thì nó sẽ có đây, mình thiết lập địa chỉ rồi, nó có sẵn địa chỉ đây này, sinh hãng này, kiểm tra kỹ đây là số lượng này, các bạn muốn mua một hay hai lọ thì các bạn nhấn vào dấu cộng này, tăng hai lọ, dấu trừ này giảm đi một lọ, thì các bạn xuống để chọn phương thức thanh toán. Đấy, chọn phương thức thanh toán, có thanh toán khi nhận hàng này. Đấy, thanh toán khi nhận hàng, xác nhận đó. Thanh toán khi nhận hàng tức là khi nhận được hàng thì mình mới thanh toán đây. Còn có những cái voucher giảm giá này, các bạn ví dụ như cái này hoàn tiền số dư, mình kéo nó lên thì nó sẽ được trừ cái số dư hoàn tiền này của mình đi, vậy tổng tiền của mình cần phải trả khi nhận hàng là 119.000 đó. Thế là các bạn nhấn vào đặt hàng, thế là ok thôi, là hàng sẽ được shipper giao tận nhà cho chúng ta. Đấy, thường thường thì khi mình mua thì mình thường chọn vào những cái thời điểm mà nó có giảm giá thì mình mua. Đấy, ở trên Shopee hay Lazada nó hay có những cái đợt khuyến mại thì các bạn mua. Đó, trên này cái gì cũng có, các bạn có thể có những cái loại thuốc mà các bạn Zidomin chẳng hạn, Zidomin Gold đó thì nó ra rất là nhiều, Vĩnh Long, Hà Nội, 49, 52, 55, rất nhiều giá luôn. Đấy, các bạn sẽ tìm hiểu xem shop nào giá cả hợp lý và có lượng người mua nhiều và đánh giá tốt. Ví dụ Đồng Tháp này bán là 1.450 mấy này. Đó. Vĩnh Long này, Hà Nội cái này bán được 300 gói này. Đấy, ok chưa? Hoặc là gì, những cái dòng thuốc như là gì? Như mình chia sẻ đó là nano nem này, nano nem này, tìm kiếm thì nó cũng có này đúng không ạ. Đấy, sạch sâu hại đây, cái loại mình đã mua đây. Hoặc là phân trùn quế đây, dạng viên này, cái gì cũng có. Hoặc là gì, suba
Suma Euro chẳng hạn. Đấy, phân bón Suma Euro mà trên thị trường. Cái này chắc có lẽ mình đã gõ không đúng tên rồi. Đây thì nó sẽ ra những cái thuốc này. Đây, phân đạm cá này. Phân bón này các bạn cũng có và tìm kiếm thôi. Đấy, nó không, mình gõ nó không đúng tên nhé các bạn nhé. Điểm các bạn có thể nhớ được cái tên thì các bạn tìm kiếm, là humic chẳng hạn này, humic, humac gì đây, các bạn có thể tìm kiếm này. Này, rồng biển này, các bạn thấy không, quá nhiều luôn đó, rất nhiều lựa chọn. Các bạn chỉ cần nhớ nhớ cái tên của phân bón, tên của thuốc, dầu khoáng cũng có đây, tất tần tật trên này đều thể hiện hết ở trên này. Các bạn chỉ việc tham khảo lựa chọn mua và ngồi ở nhà đợi người ta mang đến tận nhà cho mình thôi. Đấy là trên Lazada nhé các bạn nhé. Còn trên Shopee thì các bạn cũng làm tương tự như vậy thôi, các bạn mở ứng dụng Shopee lên đó, cài đặt về sau mở ứng dụng Shopee lên, các bạn chưa thiết lập địa chỉ của mình thì các bạn tài khoản của mình thì các bạn thiết lập đăng ký tài khoản của mình vào đó. Đây là của mình đã đăng ký thiết lập rồi, nó có sẵn rồi, các bạn sẽ thiết lập đăng ký vào. Các bạn có thể tìm kiếm tương tự, các bạn tìm kiếm ở trên này những cái mặt hàng mà các bạn cần mua, tất tật tật quạt quần áo vân vân, cái gì cũng có. Mình tìm kiếm đấy, nó lịch sử tìm kiếm nó hay đề xuất cho mình đó, ví dụ như vậy. Đây chẳng hạn như là Movento chẳng hạn, mình tìm tên thuốc đó, nó hiện ra rất là nhiều đây. Zero Min Gold này nó cũng hiện lên đấy, thậm chí là Mancozeb đây, Mancozeb, những cái màn xanh đặc trị cũng nấm này, cũng rồng này, bột xanh hòa tan này, các bạn có thể tham khảo trên này. Tóm lại là các bạn nhớ tên thuốc, các bạn gõ vào đây là cái gì nó cũng cũng ra các bạn ạ. Đấy, rất là nhiều loại, gì nhiều hãng luôn để cho các bạn là tìm hiểu. Vấn đề là nó có một cái là chúng ta cần phải mạnh dạn sử dụng và trải nghiệm thì chúng ta mới biết được cái nào tốt, cái nào không tốt, cũng như mình thôi. Như mình chia sẻ rất là nhiều, có những lần mình mua nhưng mà bén những cái cửa hàng sử dụng mình cảm nhận nó không tốt thì lần sau này mình sẽ không mua nữa, đơn giản vậy thôi. Nó cũng phải có sự mạo hiểm, còn không nếu các bạn tìm được cái địa chỉ uy tín đáng tin cậy để mua hàng thì các bạn có thể liên hệ với người ta gửi hàng cho. Đấy, còn không thì các bạn có thể dùng hình thức này để chúng ta chọn mua 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 hàng nhé, mua phân bón, mua thuốc trừ sâu. Thì những cái này mình đã tìm hiểu và đã mua rất là nhiều, bởi vì chỗ mình xa mà không có cửa hiệu cửa hàng nào mà bán những thứ mình cần đó. Thì đây chính là cái cách mà mình đã tìm và mua thuốc, thì mình chia sẻ với các bạn. Đây, MKP đây, kích hoa tạo hoa này, phân bón nạm cá, rất là nhiều thứ ở trên này các bạn tìm hiểu và vẫn có thể liên hệ được với chủ shop, chủ cửa hàng để biết thêm thông tin hoặc để người ta tư vấn. Đấy. Sau đó thì các bạn chốt đơn đặt hàng và chỉ việc ở nhà đợi thuốc, đợi phân bón mang đến tận nơi cho mình thôi. Đấy là cái cách mà mình chia sẻ với mọi người để mọi người có thể tham khảo, biết cách chúng ta mua hàng trên sàn thương mại điện tử nhé các bạn nhé. Đối với những mặt hàng khác cũng vậy thôi, ở trên này không chỉ là thuốc trừ sâu phân bón mà tất tần tật các cái mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống ở trên này thì đều có nha các bạn nhé. Các bạn thấy video của mình thiết thực thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.